Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dưa xì biết hôm nay Đặng Luân vẫn muốn trở lại, trở lời nhịn không muốn tái hôn với Phùng Thiệu Phong. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ đều sẽ chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Hãy cùng Carol xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhé. 1. Triệu Lệ Dịnh giờ thế nào? Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang trong giai đoạn lồng tiếng, nhanh lắm thì cũng phải 1-2 tháng nữa mới được chiếu. Nhà sản xuất muốn phim chiếu vào mùa hè năm nay, nhưng mọi chuyện vẫn còn phải phụ thuộc vào lần xét duyệt cuối cùng. Còn về chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dịnh, cô ấy hiện tại vẫn đang độc thân, tuy nhiên trong giới cũng có nhiều người theo đuổi cô ấy. Triệu Lệ Dịnh muốn tập trung hơn cho sự nghiệp, ít ra cũng phải đợi cô ấy có được bước tiến bên mạng phim chính kịch đã. Triệu Lệ Dịnh là một người rất hiểu chuyện, chẳng hiểu Phùng Thiệu Phong đã làm gì mà khiến cho cô ấy không còn ý định tái hôn nữa. Hiện tại cứ để mọi thứ tùy duyên đi, nên fan yên tâm và đừng sốt ruột gì cả. 2. Lưu Hạo Nhiên không muốn đóng phim truyền hình. Hướng đi của Lưu Hạo Nhiên khá đa dạng, anh ấy không chỉ muốn tập trung cho điện ảnh, nhưng hiện tại anh ấy không muốn nhận phim truyền hình làm. Lưu Hạo Nhiên vốn xuất thân là một diễn viên điện ảnh và anh ấy có ưu thế về mạng này hơn, trong tay cũng nắm giữ nhiều mối quan hệ. Cộng thêm việc bên trên hữu ái điện ảnh hơn truyền hình nên Lưu Hạo Nhiên lúc này sẽ tập trung cho điện ảnh. Ngoài ra, Lưu Hạo Nhiên cũng muốn nhân cơ hội bản thân mình đang hot để quay nhiều phim điện ảnh một chút. 3. Đặng Luân không từ bỏ việc trở lại. Tư bản phía sau Đặng Luân rất lợi hại, họ vẫn luôn muốn cố gắng tạo cơ hội cho anh ấy quay trở lại. Nhưng việc này không thành công, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn Đặng Luân không tái xuất được đâu. Chỉ có điều Đặng Luân chưa bao giờ từ bỏ việc này. Tôi nghe nói anh ấy đang học theo Phạm Băng Băng, chọn cách tái xuất bằng việc đi đường vòng, chính là phát triển ở nước ngoài ấy. Nhân khí của Đặng Luân ở Hàn Quốc và Đông Nam Á khá cao nên anh ấy cũng muốn tự xem. Chuyện này nghe ra cũng khả quan đấy, nhưng bất đồng ngôn ngữ và văn hóa chính lại trở ngại đối với Đặng Luân. Không biết Đặng Luân có thể đi trên con đường này hay không, nhưng so với Phạm Băng Băng, độ nổi tiếng của anh ấy vẫn còn quá thấp. 4. Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành. Hiện tại tôi không nghe thấy tin tức gì nói về việc Địch Lệ Nhiệt Ba rời Gia Hành để tự mình hoạt động cả. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có cân nhắc về việc đi hay ở lại. Hơn nữa chúng ta cũng không biết đến bao giờ hợp đồng giữa hai bên mới hết hạn. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba ở lại Gia Hành thì điều đó có nghĩa là công ty vẫn giúp ích cho cô ấy trong việc phát triển sự nghiệp. Dù sao thì lúc này chẳng có ngôi sao nào muốn rời bỏ công ty quản lý để tự mình hoạt động cả đâu. Nói chung thì tài nguyên của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại cũng khá ổn. Gia Hành còn cho cô ấy quyền tự do nhận phim nữa. Tạm thời thì hai bên vẫn hợp tác khá vui vẻ và không có gì mâu thuẫn, nên các bạn không cần phải lo gì cả. 5. Việc Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tị tranh chấp có liên quan đến Vương Nguyên. Việc Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tị tranh chấp không có liên quan gì đến Vương Nguyên cả. Có lẽ nhiều bạn không biết, ban đầu GF Boys chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thôi, Dịch Dương Thiên Tị được thêm vào sau cùng. Thời điểm đó Dịch Dương Thiên Tị chưa trưởng thành, nhan trị không cao nên khả năng hút fan rất kém, nên thường bị fan của các thành viên khác nhìn xuống tận đáy. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi cả ba này cùng thi vào đại học. Vương Nguyên lựa chọn tránh xa tranh chấp, không đi cùng một con đường giống hai người kia. Trong khi đó Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tị đều chọn phát triển bên điện ảnh. Xung đột tài nguyên rất nghiêm trọng và tư bản hai bên cứ vài bữa lại gây war. Chính vì điều này mà mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tị ngày càng gượng gạo, đoàn đội cũng cấm họ liên lạc riêng tư, còn Vương Nguyên luôn giữ mối quan hệ hòa bình giữa hai người kia. Tuy nhiên anh ấy thân với Vương Tuấn Khải hơn một chút, họ cũng thường xuyên tặng quà cho nhau. 6. Bên sâu, đây chính là nhạy đường phố đã nhiều lần mời Thái Tử Khôn. Tuy nhiên, Thái Tử Khôn không muốn đứng chung với Vương Nhất Bác để rồi bị so sánh nên đã từ chối. 7. Vì La Vân Hy quá gầy nên thường xuyên rơi vào tình trạng không mặc vừa quần áo. Khi tham gia hoạt động, mấy bộ đồ của anh ấy đều phải sửa lại, chụp ảnh tạp chí đều có kẹp ở phía sau. 8. Đặng Yên gần đây chẳng có hoạt động gì, tài nguyên tìm đến cửa cũng rất ít. Nhìn thấy lịch trình của nghệ sĩ khác đều kín mà Đặng Yên lại trống trơn như vậy nên đoàn đội cũng rất đau đầu. 9. Trương Nghệ Hưng vẫn đang đặt trọng tâm vào sự nghiệp, anh ấy không bài xích chuyện hẹn hò nhưng cũng không quá quan tâm, tạm thời thì Trương Nghệ Hưng vẫn chưa có động tĩnh gì trong chuyện tình cảm cả. 10. Những đại ngộ hiện nay của Triệu Lộ Tư tương đương với sao Tuyến 1, chất lượng phim chờ chiếu của Triệu Lộ Tư không tồi, Tension cũng tích cực nâng đỡ cô ấy. Gần đây đoàn đội Triệu Lộ Tư đang tiếp xúc với phim Tiên Hiệp bởi kiểu phim này dễ hút fan. Carol nghe thấy nhiều tin tức về việc Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ rời Gia Hành, thậm chí cô ấy còn liên lạc với các công ty khác đổi cơ.
Tuy nhiên, mình cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ biết tự cân nhắc, nhưng với tình hình hiện tại, chưa chắc cô ấy sẽ rời Gia Hành đâu. Còn Đặng Luân thì đừng hy vọng quá nhiều cho việc trở lại, đến Phạm Băng Băng mất gần 4 năm mà có. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.